Xin chào các bạn. Và tiếp theo trong cái video hôm nay thì tôi xin giới thiệu thêm về cái dự án 123 sale, cái hệ thống hoa hồng trả thưởng 10 tầng và hướng dẫn các bạn kiếm tiền ở trên cái 123 sale này. Thì đây là một cái dự án mà rất là mới, hoa hồng có thể giúp chúng ta hưởng đến 10 tầng và rất là tuyệt vời. Thì nhiều bạn chúng ta chưa biết về cái dự án này. Tuy nhiên thì chúng tôi đã có hai cái video, một cái là hướng dẫn nói về cái sơ đồ trả thưởng và một cái là hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta đăng ký cái tài khoản. Thì cũng có một số bạn là cũng đang còn băn khoăn thắc mắc, chưa hiểu nhiều về cái dự án này. Thì trong cái video này thì tôi đã tổng hợp lại một số các cái thông tin để chia sẻ cho các bạn, để các bạn hiểu hơn về cái dự án. Thì đây là một cái dự án mà kết hợp nhuần nhuyễn giữa cái mô hình MMO và Affiliate Marketing, hứa hẹn sẽ trở thành một cái sân chơi kiếm tiền mới cho anh em và sẽ rất là bùng nổ trong cái năm nay. Nếu bạn mới tìm hiểu về kiếm tiền MMO Marketing thì dự án này rất tiềm năng và sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Với cái dự án này thì bạn sẽ nhận được cái tiền thưởng hoa hồng lên đến 10 tầng và theo cái sơ đồ chia nhánh đến từ F1 cho đến F10. Để kiếm tiền được từ cái dự án này thì bạn cần phải trang bị cái kỹ năng marketing online thật mạnh để chia sẻ nhiều người cùng biết và chạy dự án song hành cùng với bạn. Và theo chúng tôi thì đây là một cái dự án cực kỳ tiềm năng, hứa hẹn sẽ trở thành một cái cơn sốt kiếm tiền MMO mới trong cái năm nay. Đây là một cái đơn vị mà ứng dụng cái mô hình phát triển cái hệ thống 10 tầng vào kinh doanh đầu tiên tại cái thị trường Việt Nam. Và nếu bạn mong muốn kiếm tiền từ MMO hay là Affiliate Marketing thì đây là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời dành cho bạn. Và cái công việc vô cùng đơn giản là các bạn chỉ việc là giới thiệu người đăng ký và tham gia vào cái dự án này, mua combo sản phẩm với trị giá là 355.000 và cùng xây dựng phát triển hệ thống rồi song hành kiếm tiền cùng bạn. Hệ thống càng lớn thì bạn càng kiếm được nhiều tiền và có thể tạo cho mình một cái nguồn thu nhập ổn định từ chính cái dự án này. Hiện nay thì cái dự án đang triển khai và chạy hệ thống cho hai cái gói combo sản phẩm là gel rửa tay và nước xịt khuẩn ngăn ngừa dịch cho cả gia đình, gồm có 6 chai cho hai cái mùi hương. Đây chúng ta xem ở cái phần này. Đây là đang hai cái sản phẩm này đây. Đây tôi vừa mới mua cái bộ sản phẩm này. Đấy, 355.000. Đây có hai mùi là oải hương và bạc hà. Đây là một cái nhu cầu hiện nay là với cái sản phẩm gel nước rửa tay diệt khuẩn chất xuất từ thiên nhiên thì rất dễ bán và rất phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng cái thời điểm hiện tại. Đây chúng ta thấy là cái hệ thống hoa hồng trả thưởng rất là thông minh. Đây, ở tầng 1 là chúng ta tuyển, ví dụ như chúng ta tuyển 3 người thì hoa hồng tích lũy là 150.000 này, rồi tầng 2 này 72.000 này, đến tầng 10 là 472 triệu. Đấy là ở cái nhóm nhóm 3. Đây là ở cái nhóm thứ nhất là như thế này, đúng không? Ở đây chúng ta thấy được một cái rất tuyệt lợi là ở cái dự án này nó sẽ trả thưởng thông qua hai cái hình thức chính, đó là cái thành viên bán hàng. Bạn nhận được cái hoa hồng trực tiếp 15% trên đơn hàng và không cần phải đầu tư mua cái gói combo sản phẩm 355.000. Tức là không cần phải mua thì chúng ta sẽ không thể trở thành một cộng tác viên mà chúng ta chỉ là cái thành viên bán hàng thôi. Chúng ta nhận được 15% hoa hồng, chỉ có thế thôi. Và cái loại này bạn kiếm tiền từ Affiliate trực tiếp chứ không có tiền từ cái việc mà xây dựng hệ thống từ F2 cho đến F10. Và cái trả thưởng thứ hai đó là cộng tác viên. Nên là chúng ta đăng ký và mua cái gói combo sản phẩm là 355.000 và được cấp quyền phát triển hệ thống rất 10 tầng từ F1 cho đến F10. Tầng 1 là bạn giới thiệu 3 người, hoa hồng nhận được là 50.000 và hoa hồng tích lũy là 150.000. Để chúng ta thấy đây, chúng ta giới thiệu 3 người, hoa hồng nhận được là 50 và tích lũy là 150. Và tầng thứ hai là giới thiệu 9 người, hoa hồng trên đơn hàng là 8.000 và hồng tích lũy là 72 và dần dần lên đây. Đấy.
tầng thứ tư, tầng thứ năm. Và cái điều đặc biệt nữa là khi mà bạn có tới 4 người đăng ký dưới hệ thống nhưng chỉ có đủ số lượng là 3 người ở F1 thì lúc này hệ thống sẽ dư ra một người bạn. Bạn vẫn được cái hệ thống là ghi nhận và đẩy cái người này xuống thành F2, và tất nhiên là bạn vẫn nhận được cái số tiền tương ứng với cái F1 mà bạn nhận được. Đấy. Rồi đối với cái phương thức thanh toán thì hiện tại là hỗ trợ thanh toán rút tiền ngay lập tức. Với mình rút là 50.000, chúng ta làm được 50.000 là chúng ta có thể rút được rồi. Về cái số tài khoản chúng ta rồi. Cổng thanh toán hỗ trợ với bạn là cái hình thức chuyển tiền về ngân hàng này. Khi bạn thực hiện cái lệnh rút thì hệ thống tự động chuyển tiền về tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 24 giờ. Đấy, rất là nhanh. Đấy, như vậy là trong cái video này chúng tôi giới thiệu thêm cho các bạn một số các cái thông tin về cái dự án 123 sale, cái hệ thống hoa hồng trả thưởng và cái dự án kiếm tiền cực kỳ hay. Hứa hẹn nó sẽ là một cái cơn sốt kiếm tiền cho cộng đồng MMO trong cái năm nay. Và bây giờ hãy đăng ký tham gia và xây dựng hệ thống hoa hồng trả thưởng đến 10 tầng của mình. Nếu chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta hãy để lại cái lời bình luận bên dưới để chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn, hoặc là Zalo cho tôi theo cái số điện thoại là 0916148389 thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Đấy, và bây giờ những bạn nào còn chưa đăng ký cái hệ thống này thì các bạn hãy xuống link dưới cái phần mô tả tôi để dưới đó để các bạn đăng ký một cái tài khoản để chúng ta cùng kiếm tiền với cái dự án này. Và nếu như các bạn mà chưa hiểu về cái cách đăng ký thì các bạn có thể xem lại cái video ở phần trước mà tôi đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký. Bởi vì cách đăng ký này rất đơn giản, chúng ta chỉ việc điền tên đăng nhập và các cái thông tin của chúng ta vào là chúng ta đăng ký là đã thành công rồi. Còn ok, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của chúng tôi.